Cẩm Tú và Lê Nam rất vui được gặp lại quý vị trong buổi sáng thứ sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên để bắt đầu ngày mới cho mình. Thưa quý vị, như vậy là tháng 3 sắp qua đi và tháng 4 đang đến rất gần. Thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không quý vị? Hy vọng là quý vị sẽ mau chóng hoàn tất những dự định của riêng mình để chờ đón một tháng 4 với nhiều niềm vui đang đến. Quý vị cũng đừng quên, chương trình Nghe Nhanh 6 giờ được phát vào lúc 6 giờ mỗi ngày tại mục podcast trên Thanh Niên Online và kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, Lê Nam và Cẩm Tú đã sẵn sàng khởi động những tin tức đầu tiên của Nghe Nhanh 6 giờ. Công an thành phố Hồ Chí Minh lý giải thêm về vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy. Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Cục Viễn thông cho biết không lùi thời hạn khóa SIM đối với thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Chính phủ phê duyệt đề án chống hàng giả trong thương mại điện tử. Cảnh báo học sinh tiểu học bị dụ cho tiền hút thuốc lá điện tử. Cùng với đó là các thông tin đáng chú ý trên mạng xã hội, điểm tin giải trí và tin tức quốc tế. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liệu việc trả tự do 4 tiếp viên của Vietnam Airlines xách ma túy về Việt Nam có tạo nên tiền lệ xấu? Câu hỏi này được phóng viên đặt ra trong buổi họp báo định kỳ Kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều hôm qua 30 tháng 3. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và đang điều tra thêm. Khi có kết quả, phía công an sẽ thông tin chi tiết. Thượng tá Hà cho hay, tội phạm ma túy thường thu lợi rất lớn nên chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bằng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Nhưng dù thủ đoạn nào thì bản chất khách quan không thể thay đổi, nên trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ diễn biến, hành vi phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đó là trách nhiệm của lực lượng công an. Bộ Chính trị vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Đinh Quốc Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bộ Chính trị nhận thấy trong các nhiệm kỳ vừa nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội. Hôm nay, 31 tháng 3 là ngày cuối cùng trong hạn đăng ký thông tin nếu thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên vào hôm qua, Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng liên tục tuyên truyền hướng dẫn người thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, song mới chỉ có hơn 1,9 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa, chiếm gần 50% tổng số thuê bao cần cập nhật. Cục Viễn thông nhấn mạnh, sau hôm nay, 31 tháng 3, gần 2 triệu thuê bao chưa cập nhật thông tin chắc chắn sẽ bị khóa SIM một chiều. Với những thuê bao tiếp tục không đăng ký chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa thông tin hai chiều và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng. Thưa quý vị, nếu chưa hoặc không biết mình có phải cập nhật thông tin để chuẩn hóa hay không, quý vị hãy chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thông tin thuê bao của mình đã đúng hay chưa và kịp thời cập nhật thông tin. Vì theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Bộ kiên quyết thực hiện nghiêm túc thời gian khóa thuê bao sau ngày 31 tháng 3. Nếu lùi thời hạn, sẽ làm cho nhiều thuê bao chậm trễ trong việc chuẩn hóa thông tin khi nhận được thông báo từ nhà mạng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 319 phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ban hành, tức ngày 29 tháng 3 năm 2023. Đề án này có mục tiêu hoàn thiện chính sách, pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến, đảm bảo các hoạt động thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam, giúp các cơ quan chức năng có thêm những công cụ chế tài mạnh để đấu tranh, ngăn chặn buôn bán hàng giả.
Thưa quý vị, lừa đảo qua mạng, lừa đảo thông báo còn đang cấp cứu và tiếp nối vô số những chiêu trò lừa đảo khác là một trò dụ dỗ nhắm thẳng vào học sinh. Thời gian gần đây, tại trường tiểu học Lại Yên, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, một số học sinh bị nhóm đối tượng là phụ nữ dụ dỗ hút thuốc lá điện tử ở công viên. Đáng nói là các đối tượng này còn hứa sẽ tặng thuốc lá điện tử và 50.000 đồng cho em học sinh nào rủ thêm được người hút. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang. Ban giám hiệu nhà trường cũng lập tức phát đi thông báo cảnh giác và báo cáo chính quyền địa phương. Như báo Thanh Niên đã thông tin trước đó, một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Hoàng Liệt tại quận Hoàng Mai nhặt được thuốc lá điện tử và mang đến lớp. Một số em khác tò mò hút thử dẫn tới buồn nôn phải đi bệnh viện. Những ngày gần đây, người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nhiều đến đề xuất lập mé che vỉa hè rộng 4m trên đường Lê Lợi, quận 1 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đây là nơi dừng chân thường xuyên của du khách và là cầu nối giữa các công trình trọng điểm của thành phố như là chợ Bến Thành, nhà hát thành phố và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng tuyến đường không thể bố trí ngay cây và mảng xanh đủ lớn, đủ dày để tạo bóng mát cho vỉa hè như trước. Do vậy, giải pháp hiện nay là tăng cường mái che, vừa che nắng che mưa, vừa tạo không gian đi bộ thuận lợi cho thương mại dịch vụ. Chi phí mà Sở nêu ra trong đề xuất là từ 20 đến 30 tỷ đồng. Đối với vấn đề này, trong chuyên mục Góc nhìn sáng nay, Lê Nam và Cẩm Tú sẽ cùng quý vị lắng nghe góc nhìn của nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình Sang, người sáng lập Trung tâm Kiến trúc Cảnh quan LAA thuộc Công ty Cổ phần Landscape Association. Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Sang rất ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, ông cũng nêu ra một số quan điểm. Cái con số nó phải dựa trên cái diện tích mà mình dự kiến mình làm. Thì cái diện tích như đã nói là coi như là muốn tạo nên một cái tuyến phố liên tục để mà tăng cái giá trị, tăng cái thu hút người ta. Thì cái tuyến phố nó phải liên tục và cái sự ngắt khoảng. Bởi vì che mưa mà Sài Gòn thì mưa nó nhiều, đúng không? Che mưa thì những khoảng ngắt khoảng thì nó cũng không được quá lớn để người ta có thể đi liên tục trên cái tuyến phố này. Còn nếu mà đã đầu tư thì phải đầu tư xứng tầm. Mà đặc biệt sự xứng tầm là phải có một bạn thiết kế. Và tôi nghĩ rằng cái này phải đi thi, phải tổ chức thi tuyển đường hoàng. Vì cái phố, phải coi cái phố, cái tuyến Lê Lợi nó cũng tương đương với cái tuyến Nguyễn Huệ. Nó phải trở thành một cái tuyến đường đi bộ thì lúc đó cái giá trị nó mới tăng lên và lúc đó người dân họ mới ủng hộ. Theo ông Bình San, chuyện người dân thành phố Hồ Chí Minh tranh luận vì sao không trồng cây xanh thay vì lắp mái che là điều dễ hiểu. Ông cho rằng thành phố cũng cần sớm tính toán trồng cây xanh phù hợp để tạo nên cảnh quan đô thị mát mẻ, hiện đại trong tương lai. Còn việc trồng cây xanh trên tuyến đường có công trình ngầm khổng lồ phía dưới mới hình thành, theo ông San là không vấn đề gì. Nó giống như là trồng cây trên mái thôi, hoặc là trên tầng hầm thôi. Thì cái những cái tính toán trước kia trong đô thị thì người ta khi người ta làm tuyến metro cũng như là các tuyến hạ tầng thì người ta đã chưa những khoảng trống để mà trồng cây rồi. Và nó có những cái giải pháp kỹ thuật để mà ngăn cho cây đi, rễ cây nó phát triển về cái phía mà hoặc xuống cái những cái công trình hạ tầng. Đấy, nó có những cái roof barrier, nó có những cái kỹ thuật để mà đảm bảo chuyện đó. Thì chúng ta thấy là toàn bộ trên thế giới là đặc biệt là Nhật Bản, Singapore là bên dưới là toàn bộ là tuyến metro tầng hầm bên dưới. Bên trên vẫn cả là cây xanh bóng mát lớn. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, chuyên gia quy hoạch cảnh quan đề xuất 3 điểm khi xây dựng tiêu chí thiết kế áp dụng với công trình mái che vỉa hè cho con đường này. Công trình cảnh quan này nó phải là công trình bậc nhất ở Việt Nam và nó phải mới mẻ với thế giới. Tại vì chúng ta là đón khách nước ngoài, khi mà họ đến hoặc là khắp nơi ở Việt Nam họ đến, họ kêu họ phải đến đường Nguyễn Huệ, phải đến đường Lê Lợi. Đó, thì như vậy nó mới thu hút khách được. Đó, tạo nên cái giá trị cộng đồng, cái giá trị thương hiệu điểm đến. Phải tạo nên cái giá trị đó. Thì đó là đầu tiên. Thứ hai, nó phải bền vững, an toàn. Và nó phải kết hợp được với cây xanh. Để mà sau khi mà nó phát triển cây xanh được rồi á, thì nó tạo thành một cái quần thể thống nhất càng ngày càng đẹp, đó, lâu dài, lâu bền. Và cái thứ ba là cái công trình này phải là một công trình được thiết kế bài bản, thi tuyển rõ ràng và tốt nhất là phải được kiến trúc sư Việt Nam thực hiện, bởi vì nó mang tính chất là trong nước,
cái giá trị, cái tinh thần trong nước. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chuyên gia quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San về đề xuất lắp máy che vỉa hè trên đường Lê Lợi, quận 1. Hy vọng sắp tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đưa ra được giải pháp tốt nhất trong việc tạo bóng mát trên tuyến đường này. Thời lượng dành cho chuyên mục Góc nhìn sáng nay đến đây đã hết. Xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác của Nghe Nhanh 6 giờ. Đến với những thông tin được cộng đồng mạng quan tâm. Thưa quý vị, mới đây, một nữ YouTuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Video được đăng tải từ đầu tháng 12 năm ngoái, nhưng mãi đến những ngày gần đây, cộng đồng mạng bỗng chia sẻ và bình luận rầm rộ, đa số là chỉ trích nội dung mà nữ YouTuber này đăng tải. Trong video có tựa đề, những lần mình kiếm tiền trên Tinder, cô gái lần lượt chia sẻ nhiều cách để kiếm tiền trong những lần đi hẹn hò như hỏi mượn tiền đi taxi, phạt tiền nếu đối phương đến muộn, thù lao viết hộ profile, v.v. Đặc biệt, cô nàng nhấn mạnh việc kiếm tiền này chủ yếu phụ thuộc vào não, chứ không phải nhan sắc, tự dưng mình là người thông thái, văn minh. Nhiều người đưa ra quan điểm bản thân về vấn đề này, như nếu không tử tế xin được gieo rắc những điều xấu xa cho người khác, những nội dung toxic, lối sống lệch lạc thì thực sự cần phải lên án. Hay thật ra cái trò này ai cũng nghĩ ra được, nhưng ai cũng có lòng tự trọng để không làm mấy việc như thế. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn đăng tải những video với tựa đề mình bịa CV để đi xin việc thế nào, hay là mình không sinh ra để đi làm, bạn cũng thế. Có thể thấy YouTuber này đang tạo ra những nội dung lệch lạc, gây ảnh hưởng tiêu cực tới một bộ phận giới trẻ. Trong bối cảnh hiện nay, các trang YouTube, Facebook, TikTok đã trở thành một mảnh đất béo bở để một số người làm mọi thứ bất chấp quy chuẩn đạo đức để câu view, câu like. Chỉ cần thu hút sự chú ý của đám đông, cho dù tai tiếng thì nhiều người cũng chấp nhận. Lên em nghĩ khi đứng trước vô vàn những nội dung sai lệch, tốt nhất người trẻ cần phải tỉnh táo để chọn lọc thông tin phù hợp. Vâng, hoàn toàn đồng ý với anh Lê Nam. Thưa quý vị, mới đây, trang chủ chính thức của cuộc thi Miss Universe Việt Nam đăng tải thông tin xác nhận Á hậu Thảo Nhi Lê không đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023. Theo điều lệ mới của Miss Universe, để tham gia Miss Universe, cuộc thi quốc gia phải được tổ chức mỗi năm và chỉ có người thắng cuộc mới được đại diện tranh tài ở El Salvador. Trên tinh thần hợp tác mang lại lợi ích và tôn vinh đóng góp của UDCorp cho sự phát triển của Miss Universe ở Việt Nam, công ty đã xin phép Miss Universe để đặt cách cho Thảo Nhi Lê được đại diện Việt Nam đến cuộc thi năm nay. Phía Miss Universe Việt Nam cũng làm việc với công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn về việc chuyển quyền quản lý Á hậu Thảo Nhi Lê để đảm bảo yêu cầu của phía ban tổ chức. Mặc dù hai bên đơn vị đã hết sức nỗ lực nhưng không thể đạt được thỏa thuận. Vì vậy, Á hậu Thảo Nhi Lê không phải là đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Universe 2023. Bên cạnh đó, phía Miss Universe Việt Nam cam kết sẽ lựa chọn đại diện xứng đáng để dự thi, giúp mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này. Và đó là thông tin giải trí của Nghe Nhanh sáng nay. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, trong cuộc huấn luyện thường kỳ của quân đội Mỹ ở Kentucky, hai chiếc trực thăng HH-60 Black Hawk do Sư đoàn Không vận 101 vận hành đã đâm vào nhau. Theo thông báo của căn cứ Fort Campbell, hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của phi hành đoàn. Bộ chỉ huy đang tập trung chăm lo cho các quân nhân và gia đình. Thống đốc Andy Bessier của bang Kentucky đã xác nhận vụ việc và cho biết có thể có thương vong. Hiện tại, cảnh sát và lực lượng khẩn cấp đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. HH-60, một phiên bản sửa đổi của trực thăng Black Hawk, có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công trên không, sơ tán y tế và các mục đích khác. Thưa quý vị, đỉnh núi Pico de Orizaba là đỉnh núi cao nhất ở Mexico và là ngọn núi lửa cao nhất ở Bắc Mỹ. Theo tờ Insider đưa tin, cô gái 31 tuổi Bella Tijerina hiện đang sống ngay trên đỉnh ngọn núi này ở độ cao 18.625 feet, tức khoảng 5.675 mét so với mực nước biển trong 32 ngày. Cô gái trẻ hào hứng chia sẻ kỳ tích mà mình đạt được trên trang Instagram cá nhân. Cô gọi đây là thử thách người phụ nữ cao tầng. Tijerina đang phải vật lộn để sống trên núi lửa như gió dữ dội, bão điện, hạ thân nhiệt và say núi. Cùng với việc lập kỷ lục thế giới, Tijerina hy vọng sẽ truyền cảm hứng, động lực cho những người phụ nữ khác để họ tiếp tục nỗ lực không ngừng dù gặp trở ngại. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động toàn cầu của chương trình ngày hôm nay. Và cuối cùng, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại khu vực thủ đô nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 độ, khu vực Tây Bắc từ 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ hôm nay có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tia cực tím ở mức rất cao, từ mức 8 đến mức 9 và xảy ra trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng nghe nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên đã hết. Cẩm Tú và Lê Nam cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ của chương trình là 6 giờ sáng mỗi ngày trên mục podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui.